chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả mọi người. Sau khoảng một tuần hai vợ chồng mình vào trong Đắk Lắk này, đấy khám phá được rất nhiều thứ ở Đắk Lắk, miền Tây Nguyên này. Thì hôm nay thì cũng đến ngày về rồi. Hai vợ chồng mình đang chuẩn bị một lát thì sắp xếp đồ đạc xong là về quê các bạn. Đấy, về quê lại rót mật bán và bán vải sấy nữa. Thích quả miền Nam cơ. Đây quả dứa này. Quả xoài to đấy nhỉ? Đây quả xoài này là bá ở trên hàng xóm bà đấy gửi cho. Cả nhà đang chuẩn bị đồ đây về quà đấy, anh chị chuẩn bị rất nhiều quà đây, mang cầu đang phải gói từng quà quả này đấy, còn của nhà anh em cho cái này là một số cái để mua ở ngoài quán nữa đấy. Bây giờ thì mọi người đang chuẩn bị đồ đạc về đó, anh Đoàn bây giờ xem này nhỉ. Lúc đi ít đồ sau lúc về nhiều đồ đấy. Toàn quà đây này. Đấy. Cho lên xe và ra ngoài khu bến thành phố thì tối thì mình mới đi. Tối về tầm 12 giờ đêm, bây giờ đã khoảng 2-3 giờ chiều rồi. Lúc đi có một ba lô mới lại một cái vali thôi. Này về thêm 3 cái thùng nữa. Mấy thùng hàng đi. Có hoa quả, cà phê, mọi thứ quả đây các anh chị. Khi về tóc mình cháy nắng. Cháy nắng được à? Cháy mà. Tóc màu chuyển sang màu vàng. Cả nhà vào vựa sầu riêng đấy, ghé qua mua một chút quà về. Một lát thì ô tô nói về, bây giờ người ta chuyển hết hàng đi đấy. Đấy, đấy rất là nhiều sầu này. Trước đã đầy hết chỗ này mà. Mua quà nhỏ không? Bây giờ là chọn sầu riêng. Đây này, cô ấy mời cả nhà một quả sầu riêng. Ngon ngon. Vì hôm trước gia đình mình có mua đây ở gần 20 cân rồi. Đấy, mới mua xong là để trên xe kia các bạn ạ. Đấy, mình chỗ này là cái làng cà phê Trung Nguyên. Đấy, thấy như chỗ này không? Rất là đẳng cấp luôn. Đấy. Làng cà phê Trung Nguyên đây các bạn. Wow, ở đây rất nhiều cái khung cảnh cổ. Họ uống cà phê đây tuyệt vời này. Quả bầu á. Quả bầu người ta ngày xưa đựng nước, anh à. Đựng rượu á, rượu bầu. Bầu cứng này. Hồ lô ấy nhỉ. Mọi người vào đây khám phá bảo tàng làng cà phê. Ở đây có mật ong ở trên đây này. Ai dạ, có món mình quan tâm à. Đấy, rất nhiều đồ này, có cả táo mèo này. Đấy, cái macaron này. Cà phê. Ai chà, mật ong thằng này nhá. Wow, mật ong hoa cà phê đúng không? Một lũ như này là 180.000. Một lít? Cái này chắc là chưa được một lít. Cái này mình tưởng là nhựa anh ơi. Mình tưởng là xanh, hóa ra là nhựa. Là nhựa? Ai chà. Cái này là chưa được một lít đâu. Còn nhỏ rất là nhiều ở đây nhỉ. Đây là mật ong. Cà phê Trung Nguyên này. Đọc những cái dòng chữ này cũng đẳng cấp luôn. Không phải đơn giản đâu các bạn. Cà phê Trung Nguyên mà. Tất cả những cái nhãn mác bao bì ở đây người ta thể hiện nó rất là khác biệt này, rất chú trọng vào cái nhãn mác này, cũng là gần như là một người bán hàng thầm lặng này. Rất là đẳng cấp luôn, nâng tầm cái giá trị của cái cà phê này. Đấy. Cái này nó người ta xuất khẩu nước ngoài rất là nhiều mà. Cái gì đây? Cái đàn chanh à? Ai da? Ai da? Cái kiểu như người ta gọi là cái gì nhỉ? Cái này là 150.000. Thế à? Thế là đồ trưng bày. Đúng rồi. Bao bì như này mà nhỉ? Bao giờ mình mới làm được bao bì như này? như sản phẩm nhà mình nhá. Chắc chắn rồi, ô cốp mà xuất khẩu thế giới rồi. Đấy, những cái sản phẩm như này, những cái bao bì thực sự là đẳng cấp. Đấy, cái cuốn sách này thì mình như là xuất hiện khá lâu, khoảng chục năm mà mình đã đọc cuốn sách này. Đắc Nhân Tâm à? Có một cái cuốn khác nữa của ngày xưa rồi. Muốn phổ cập sách thì là in những cái cuốn sách nhỏ cho mọi người. Đấy. Cái này người ta treo rất nhiều cái này kiểu như là cái giỏ người ta bắt tôm bắt cua cá ngày xưa ấy. Đấy, trên này rất là nhiều luôn, mình thấy người ta treo nhiều lắm. Đấy, đẹp chưa? Có quá nhiều chỗ để chúng ta khám phá, thời gian là có hạn,
mình đi đây khoảng hơn 1 tiếng 2 tiếng thôi. Cà phê đây à? Đây là hạt cà phê đây, hạt cà phê, nhân cà phê đây. Nhân cà phê đây. Họ tách bóc vỏ lụa rồi, bây giờ chỉ cần rang lên. Công thức rang lên và xay ra. Rang lên là ok đúng nhỉ? Xay ra và pha uống. Rất nhiều cái cồng chiêng. Cái cồng chiêng ở đây. Đấy. Cái này là cái cồng chiêng này. Cồng chiêng và nhiều cái đồ dụng cụ kiểu cổ xưa. Cái này là vách đá người ta làm này. Tạo ra rất là đẹp. Đấy. Cảm giác như mình đang ở trong rừng luôn. Ở đây là giữa thành phố. Đấy. Cái chép vàng. Chép vàng à. Đấy. Nhiều lắm. Phải là đi một vòng bây giờ sẽ để về vào đây uống cà phê. Cái không gian này được ấy nhỉ. Thế mình mà gần đây chắc mình phải ra đây thường xuyên. Đó, vào gọi cà phê đi. Gọi nước, mình sẽ một cái bàn vào trong bên kia, trong bên kia, ở đúng vào trong nên nó mới đẳng cấp ở đây chứ mình ra ngoài quán, ra ngoài kia thì nó bình thường như cái quán ngoài quá, đấy, nhẹ nhàng thôi nhá. Mình trải nghiệm cà phê đây xem, mình uống cà phê rất là nhiều rồi nhưng mà cái không gian như này thì không phải đâu cũng có, rất là hiếm, nhà gỗ này, đấy, rất là rộng, cái này có thể chứa được cả vài trăm người, rất là rộng bên này. Đấy, bàn ghế nhiều lắm. Vài trăm người. Bao nhiêu gỗ này. Cho anh một nâu đá nhé. Cho anh một nâu đá. Anh một nâu đá luôn. Thử xem xem. Cà phê, thế là cái cà phê đen đi. À thế à? Thế à? Người ta phải gọi theo đây đúng không? Nâu đá các thứ tha hồ đi. Có trà chanh không? Trà sữa. Đấy. Nhà mình gọi gì xong rồi mình lấy ra đấy cho. Nhá, ừ. Nhà mình hội ý một tí là xem là mọi người uống nước gì nhá. Tưởng trà đá không phải. Mà còn lại nước đậu ván. Đặc biệt thơm thơm nhỉ, thơm. Đấy, thường thì người ta đã mang cà phê rồi. Mình sẽ thử tách cà phê đây xem. Đoàn uống đi. Ai giờ nó phải như này đây đúng không? Chưa, đang chảy đây. Đúng. Đấy, trong khoảng đợi 3-5 phút đấy là mình sẽ suy nghĩ ngẫm nghĩ về sự đời. Đấy, chúng ta phải hiểu rõ hơn về cà phê tại sao người ta phải như thế, không phải pha thẳng không? Chúng phải như này. Đấy. Một cà phê này. Đấy, pha này xong mình sẽ cho đá hoặc là cho sữa sau. Đấy, đây, sữa người ta để đây. Được rồi chưa? Đánh đều để cho nó lạnh, đều đá. Mời cả nhà nhé. Mọi người vừa khám phá xong cái làng cà phê Trung Nguyên. Để chúng ta tiếp tục đến một cái điểm mới. Mọi người đang qua đường. Đến một cái chỗ đặc biệt. Đây là ngã 6 của Đắk Lắk. Đây là tường đài và chỗ này là có một cái xe tăng ở đây. Chúng ta qua đây check in nào. Đến Đắk Lắk là phải đến đây. Và đây là trung tâm của Đắk Lắk các bạn ạ. Đấy. Xe tăng thật đấy nhỉ? Nhưng mà chắc không bán được à? Nhưng mà. Chú chụp ảnh đấy à? Chụp nhiều không chú? Cháu quay phim luôn. Nước ta phun nước đây này. Hóp bụng lại. Hóp cái bụng lại. Đứng chéo, cười lên. Hai vợ chồng lên đi anh chụp cho. Cả nhà đến một điểm mới các bạn ạ. Đi du lịch đây. Đây là có hai chú voi con. À đâu, đây là voi khổng lồ, voi to ạ. Voi này không biết là người ta làm bằng cái chất liệu gì đây. Thế bảo là tối là nó có ánh điện rất là đẹp. Cái này nó phải cao chắc phải tầm 20 mét đấy. Tây Nguyên gắn liền với con voi các bạn. Đấy. Nhà máy bia đấy phải không? Đấy, voi đẹp không? Voi bằng sắt mà.
Ở góc độ này nhìn yên gần bằng con voi rồi. Yên to gần gần bằng con voi rồi. Ở đây có vẻ là đẹp hơn này. Đẹp hơn bên kia vì là có đang có ánh mặt trời. Cả nhà ghé qua đây ăn tối các bạn ạ. Đấy, xong lát nghỉ là đêm thì mới bắt xe về về Bắc cơ. Cả nhà sẽ nghỉ đây. Nghỉ đây đến 1-2 giờ thì sẽ bắt xe về khách sạn Đại Ngàn này. Đấy. Đang ở bến xe Đắk Lắk đây. Đấy. Hôm nay thì sau khoảng gần một tuần trải nghiệm ở Đắk Lắk, đi cưỡi voi và đi khám phá thành phố Đắk Lắk. Hôm nay thì đang ăn mì xào đấy. Đấy, bữa mời mọi người ăn gì? Cuối cùng sau ngày mai là ăn cơm ở miền Bắc ở quê nhà rồi. Đấy. Con đồ xe đến rồi. Đợi khoảng gần 2 tiếng luôn. Quả nát hết rồi. Nát đâu, nó bị dầu rồi, mà vẫn chưa trồng nó vẫn đấy đấy. Ra khuôn đồ mẹ. Thấy cái mùi sầu riêng à? À, thế quả mẹ đấy. Đến thấy có mùi sầu riêng. Đấy. Đây này. Ôi trời, cái này là nó bị vào lái xe và bị thủng dầu. Trong này đựng hoa quả này. May cái này là hoa quả. Chứ quần áo chắc là cũng đi luôn đấy. Đấy, bánh kẹo ấy. Đây là sầu riêng này. Vali quần áo. Đấy, cái là hộp bánh. Làm một xe rùa luôn. Cho đi bao hạt tiêu. Ui. Qua miền Nam này. Cái đấy là quần áo á. Cấy ra xem còn ăn được không mẹ? Con trôm. À, bị dầu nó chảy ra. Chắc cái xe máy này nó bị chảy. Không, xe máy mới rồi, xe chảy dầu. Đấy. Ồ, chín luôn rồi anh ơi. Ừ, chín luôn rồi, hôm qua kia nó chưa, cái bánh này mùi thơm. Cái này mà chín ăn thì là cay hết rồi. Trôm trôm, váng cầu. Sau khoảng chục ngày, hôm nay vào nhà ông ngoại. Xem cún đã cay sữa thành công rồi. Ui dồi ôi. Hoa quả quà cho gia đình này. Mẹ cho ông ngoại này. Cô bé nào? Ra đây cô bé gái. Đâu cún ngủ chưa à? Ngoại. Ôi giời. Không nhớ. Không biết là ai à? Ui anh hưởng không thấy ông luôn này. Đi theo bà ngoại chụp hôm ấy. Bé gái. À đúng rồi. Mặt luôn mà anh ơi. Ai đấy? Ai đấy? Chà, quà đấy. Chú vừa qua, chú vừa qua đấy. Ngoài đấy. Con ngoài chỉ ở Đắk Lắk mới có thôi. Thì nó quên cả mẹ nó rồi nhỉ. Đi được. 20. Về nhá. Về. Chào bà ngoại về đấy, về. Về, thì con bye bye ông bà chứ. Bye bye ông bà ngoại về đi. À. Thơm thơm bạc ấy xong về là ấy trời ơi yêu nắng về đâu cháu bà ngoại về đâu ngồi đâu đây